Hello, xin chào mọi người. Hôm nay một ngày chủ nhật, gió rất là mát. Đây là một khu Cần Giờ nha, không phải là ngay chỗ mà thành phố ý cái thị trấn Cần Giờ, mà đi sâu vô trong đó. Biển mênh mông đó. Ngồi trước biển lại nhớ tới nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc sĩ Phú Quang có nhiều bài hát, rất là nhiều bài hát, nhưng có một bài hát nói về biển mà nhiều người đã từng nghe và cũng có nhiều người nghe thì rất là xúc động. Mà nếu mà nó rơi vào đúng một cái thời điểm nào đó thì rất là xúc động nha. Biển mênh mông. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ lối thanh thản. Biển vẫn thấy mình dài dòng thế, xa cánh buồm mùa chúng đã cô đơn. Gió âm thầm không nói, mà sao núi phai mòn. Em đâu phải là trường, mà nhuộm anh đến tim. Sống có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống có làm anh nghiêng ngả vì em. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ loi thân thờ. Biển vẫn thấy mình dài dòng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói, mà sao núi phai mòn. Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tim. Sống có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay em chẳng. Sống có là nghiêng ngả vì em. Biển rất là mênh mông nha các bạn. Biển rất là mênh mông. Đặc sản của biển là những cơn gió rất là mát, mát tới lạnh cả người luôn. Bây giờ là đã 4 giờ rồi đã, nắng vẫn chói chang, nhưng mà gió thì làm cho chúng ta rất là mát, mát lạnh luôn, mát lạnh luôn nha, mát dữ lắm luôn. Sẽ quay lại khu này rất là mát. Bye bye.